lên giữa đất, tổ quốc lóe lên hình tia chớp ngăn tù. Thưa quý vị, thưa các bạn, hôm nay tôi sẽ đưa đến quý vị và các bạn câu chuyện về diễn viên chèo, diễn viên hề Nguyễn Công Vượng, thường được gọi là Vượng Râu. Ngày mùng 7 tháng 5, tức là mới cách đây chưa đầy một tuần, thì xuất hiện trên trang Facebook của Nguyễn Công Vượng, diễn viên chèo, một bài viết xuyên tạc, chửi bới, mạt sát các bạn dư luận viên. Không cần nói đến những cái sự ngô nghê trong lời văn, trong ý tứ cũng như trong câu từ của Nguyễn Công Vượng, mà ở đây tôi thấy nổi bật lên một vấn đề là Vượng Râu đã dùng những cái luận điệu, những ngôn từ hoàn toàn giống hệt như là những cái ngôn từ, những cái luận điệu của bọn phản động. Và cái bằng những cái luận điệu, những cái ngôn từ mà Vượng Râu sử dụng trong bài viết đã gây một mối ngờ vực rằng diễn viên chèo Nguyễn Công Vượng, tức Vượng Râu, phải chăng là một tên phản động. Và các bạn đã tìm ra những cái bằng chứng Vượng Râu tụ tập chơi bời, chụp ảnh chung với toàn là bọn phản động, thì cái bài viết của Vượng Râu đã dẫn dắt đến một cái khẳng định: diễn viên chèo Vượng Râu đã giao du với bọn chống cộng, chống đảng, chống nhà nước, chống sự bình yên của đất nước. Và Vượng Râu đã tiêm nhiễm đậm đặc tư tưởng của bọn phản động. Cái bài viết của Vượng Râu gây bức xúc cho các bạn trẻ trên Facebook, các bạn trẻ khắp nước. Và một khán thính giả của Việt Vision chúng tôi đã gửi đến chúng tôi một bài viết và đề nghị chúng tôi cho công khai cái bài viết của bạn khán thính giả này. Xin mời quý vị khán thính giả lắng nghe. Nguyễn Công Vượng hay Vượng Râu là một cái tên không xa lạ trong giới nghệ sĩ hài của Việt Nam. Công bằng mà nói, Vượng là một kẻ có tài, ít nhiều cũng được một lượng nhất định khán giả yêu mến. Tôi biết đến Vượng từ lâu nhưng không có cảm xúc gì đặc biệt. Chỉ đến đầu năm 2012, Vượng đi vào đường cấm và bị cảnh sát giao thông xử phạt, tôi mới chú ý hơn tới Vượng và cũng không ít lần tôi phát hoảng với các câu phát ngôn của anh ta. Đơn cử như ở đất Bắc này, tên Vượng Râu không đứng thứ nhất, hẳn nhiên phải là đứng thứ hai. Tự cho mình là thứ hai trong giới hài đất Bắc, nghĩa là Vượng thấy rằng mình đã vượt xa các danh hài nổi tiếng khác như Xuân Bắc, Tự Long, Vân Dung, Chiến Thắng. Nghe Vượng nói, tôi cảm thấy Vượng là một kẻ bồng bột và khá ngông cuồng.
Không rõ khi tự nhận mình đứng thứ hai, Vượng căn cứ vào đâu để xếp hạng? Nghệ thuật đâu phải là thứ để mang ra cân đong đo đếm cụ thể và chi ly. Trong mắt người này, Vượng có thể là số 1, nhưng trong mắt người khác, Vượng không là cái gì. Chưa dừng lại ở đó, Vượng còn nhiều phát ngôn cho thấy chất chơi của mình như: nhà tôi tháng nào cũng tiêu 40 triệu là ít, mỗi năm tôi đốt tiền tỷ một lần, hay nghệ sĩ hài miền Bắc đóng nhạc lắm. Nghe đến đây chắc chắn sẽ nhiều người bức xúc về sự khoe mẽ ngông cuồng của Vượng Dâu. Ngày 14 tháng 3 năm 2015, một nhóm đối tượng phản động và cơ hội chính trị lợi dụng việc tưởng niệm các chiến sĩ hy sinh tại Gạc Ma năm 1988 để chống đối chính quyền. Tuy nhiên, chúng đã bị các bạn trẻ yêu nước mặc áo có in logo DLV ngăn cản từ ý đồ này. Trên nick Facebook của Nguyễn Công Vượng, Vượng Công Nguyễn, tại địa chỉ www.facebook.vượngnguyễncong39948, Vượng chia sẻ: ngay khi chưa biết DLV nghĩa là gì, Vượng đã nghĩ rằng đó là dí lìn vào, dâm lòi vú. Những ngôn từ Vượng dùng có lẽ chỉ thích hợp cho bến xe, vỉa hè, cho những kẻ đầu đường xó chợ. Là một người nghệ sĩ, Vượng đã mất đâu tư cách và đạo đức nghề nghiệp. Những người trên áo in chữ DLV, họ vốn đã quá quen thuộc với những chiêu bài của bọn phản động lợi dụng các sự kiện để chống đối chính quyền. Bản thân Vượng thiếu hiểu biết đã đành, anh ta còn không chịu tìm hiểu đến nơi đến chốn, gọi bè lũ phản động là trí thức và trí giả, gọi những người yêu nước chân chính là những con tinh trùng khuyết tật. Lướt qua Facebook của Vượng, tôi không bất ngờ khi có nhiều người không giữ nổi bình tĩnh với Vượng. Có lẽ không còn từ nào thích hợp hơn ngu dốt và vô văn hóa để dành cho Vượng. Có thể chắc chắn một điều, sau khi Vượng lớn tiếng chửi các bạn trẻ, các website blog phản động sẽ như bắt được vàng, sẽ không ngừng tâng bốc Vượng. Nếu không từng tỉnh ngộ, Vượng sẽ đi vào các vết xe đổ của rất nhiều người đi trước, sẽ biến thành con bài của các tổ chức phản động. Và có thể một ngày nào đó, Vượng sẽ hối hận khi dính vào vòng lao lý. Hy vọng rằng những gì Vượng thể hiện chỉ là phút nông nổi nhất thời. Vượng Dâu, hãy quay lại trước khi quá muộn. Thêm một ngày biến lặng mà lòng người dẫn động, trong lòng người từng đã sống chắc.